Vâng, khi nãy thì chúng ta đánh cái lòng ngoài của mặt dây chuyền quý vị ha. Và lòng bên trong chúng ta cũng như thế luôn. Đó là sự khác biệt giữa LNG và những nơi khác quý vị ha. Chứ không phải là bề ngoài cho thiệt đẹp, còn bên trong thì banh xác nát xương mặc kệ quý vị ha. Chúng ta có một cái sự chuẩn chỉnh từ trên xuống dưới. Đó. Và như vậy không phải đơn giản đâu nha quý vị nha. Đây. Cái cặp kiến này đây, cái cặp kiến huyền thoại này đây, em đưa vô em nhìn có chút xíu là em nhức mắt rồi. Mà cái khung thời gian bây giờ đang là 3 giờ trưa tới cái khoảng mà 5-6 giờ chiều là chảy nước mắt luôn quý vị ha, bởi vì thiếu sáng và nhiều vấn đề lắm. LNG xin chào quý vị. Để đăng ký kênh, chúng ta vào YouTube, sau đó gõ đá phong thủy LNG và đăng ký kênh, rồi bật chuông thông báo để đón nhận tất cả những cái video chia sẻ kiến thức về đá, như là chế tác đá, lựa chọn đá, rồi phân biệt đá và phong thủy. Với tất cả những cái video hữu ích mang đến cho chúng ta một cái kiến thức nho nhỏ, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh, đừng quên like và chia sẻ ủng hộ kênh quý vị nhé. Vâng, như quý vị thấy thì đây là cái công đoạn làm làm bóng cho trang sức của chúng ta ha. Như quý vị, chúng ta không có trong ngành thì đôi khi là chúng ta cứ nghĩ rằng là một cái món trang sức đúc ra rồi quật bóng sơ thì nó sẽ thành trang sức đẹp. Vâng, thì vâng, cái đó chỉ là ở hàng bình thường thôi quý vị ạ. Hàng mà dạng như là làm công nghiệp, làm theo số lượng thôi. Chứ còn nếu như mà để mà làm một cái món mà trang sức cao cấp thì như quý vị thấy đây, một cái món trang sức của chúng ta ha, với quá là nhiều chi tiết và không để sót một cái góc độ nào thiếu bóng hoặc là thiếu cân đối hoặc là lồi vết hàng quý vị ha, rất là căng. Đây là khâu đang quật bóng đến từng chi tiết, đến từng cái chấu luôn hả quý vị ha, chứ không có đơn giản như chúng ta nghĩ. Nên thành ra là LNG cứ hay xin thời gian thì cũng biết rằng là quý vị rất là wow, vì chúng ta đang háo hức những cái món trang sức thật đẹp với những cái viên đá phong thủy để mang đến cái may mắn cho chúng ta một cách sớm nhất. Thì LNG rất cần thời gian quý vị ha, những người thợ của chúng ta cũng thế. Ồ, cái mặt dây chuyền của anh đây hả, đây là mặt dây chuyền hình trái tim nè quý vị à, còn chờ lên trang sức thôi. Còn đây là cái của cái chị chốt hai viên sapphire, màu một mặt dây chuyền một mặt nhẫn. Đây là những cái món trang sức cần làm nguội quý vị ha. Đó, thì khi đúc ra là như vậy nè quý vị. Tại sao em xin quý vị thời gian thì khi đúc ra là như vậy nè. Và như vậy thì đeo đâu có được. Cần phải làm đẹp, làm chuẩn, làm bóng rồi các kiểu này nọ lọ chai quý vị ha. Vâng, thì vừa rồi em đã làm một cái mặt dây chuyền loại như thế này rồi, và khách thì thấy rất là thích thú với cái mặt dây này. Thì một chị vợ liền bảo anh chồng rằng là đặt ngay và luôn cho em một cái mặt dây chuyền như thế. Và chúng ta đang trên một cái đà là làm cái món trang sức này ha. Đó, như quý vị thấy ha, thời gian của thợ chúng ta cũng như là thời gian của em đứng quay như vậy chứ mà ở nhà rất là nôn nóng quý vị ạ. Tại vì chúng ta còn một cái video là trang sức đã hoàn thành ở nhà, chúng ta chưa kịp làm quý vị ha. Ở quý vị thấy không, ngay cả những cái rãnh bên trong mà chúng ta còn phải o bế nữa, thì quý vị nghĩ coi thời gian và kinh nghiệm lẫn cả cái sự tỉ mỉ rất là cao.
Thì qua đây thì chắc quý vị cũng có thể là thấu hiểu cho L&G cũng như là bên Kim Hoàng của chúng ta ha quý vị ha. Để ra những cái món trang sức đẹp, chuẩn chỉnh thì cần cái sự, ngoài cái kinh nghiệm ra cần cái sự tỉ mỉ, o bế, chi tiết, góc cạnh và cặp mắt nghệ thuật nữa quý vị ạ.